24 giờ đầu tiên trên sân khấu bàn xoay quay video 360 độ. Trong ánh đèn sân khấu phát sáng, tôi bước lên sân khấu bàn xoay. Đây là một trải nghiệm mới, một cuộc phiêu lưu đầy kỳ vọng. Bàn xoay quay video 360 độ đang chờ đón tôi, như một cánh cửa mở ra thế giới không gian và thời gian mới. Tôi đứng giữa bàn xoay, cảm nhận sự xoay tròn của nó. Ánh đèn chiếu lên tôi, tạo nên một bức tranh huyền ảo. Tôi nắm lấy chiếc máy quay, sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình. Trong 24 giờ đầu tiên, tôi đã quay những khoảnh khắc đáng nhớ. Những người tham dự sự kiện đứng xung quanh, tò mò nhìn vào màn hình. Tôi xoay quanh, tạo ra những đoạn video 360 độ độc đáo. Ánh đèn chuyển đổi màu sắc, âm thanh vang lên, và tôi cảm nhận được sự kỳ diệu của việc quay video trong không gian này. Tôi quay những người bạn, những người đồng hành, và cả chính bản thân tôi. Mọi thứ đều xoay quanh, như một vũ trụ riêng biệt. Tôi không chỉ quay video, mà còn tạo ra những kỷ niệm, những hình ảnh đẹp đẽ. 24 giờ đầu tiên trên sân khấu bàn xoay quay video 360 độ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn tôi. Đó là một cuộc hành trình đáng nhớ, một chặng đường mới mở ra trước mắt. Tôi không thể quên những khoảnh khắc đó, và tôi biết rằng sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước.